Yes, how are you today? I'm fine. And you, how are you? I'm good, thank you. Yeah, I have received your homework. Can we check your homework now? Yeah. Share screen. I will be very slow today. Don't worry. Here. Now, cái câu này nhá, cái phần này nhá, chú ý cho cô này, cái chữ này nó ở trong cột V nhá, đó là of nhá, chứ phải là of. Này rất là ngạc nhiên đúng không? Cái này phải chú ý nhá. Ờ, này là âm V đấy. Hiểu chưa? Cái này hầu như là giáo viên không để ý đúng không? Không nhắc đúng không? Như nào? Bài 1 này bạn chưa làm. Câu 1 sẽ là temperature là danh từ hay là tính từ hay là gì hả con? Temperature là tính từ. À, nó là nhiệt độ nhá. Nhiệt độ thì phải là gì? Danh từ. Bởi vì là I have a temperature mà a đứng trước đúng không? Thì nó phải là tính từ. You này, I'm you. Đúng không? Tính từ. Đấy vậy, I have headache. I have headache. Thì nó phải là gì? Tính từ. À không, I have đây nhá. Chú ý này. Tính từ sẽ đi đâu nhỉ? Đứng với to be này, tính từ sẽ đi với to be nhá. Đây. Ví dụ này, tính từ sẽ đi với gì nhỉ? To be. To be là các từ gì? Am này, is này, are. Hoặc là nó sẽ bổ nghĩa cho danh từ. Nhưng mà thế này, I have. Cái từ mà đứng sau động từ thì nó phải là một gì? Tân ngữ. Thế tân ngữ lại là gì nhỉ? Từ loại của tân ngữ là đây nhá. Từ đứng sau động từ này thì ra là tân ngữ này, thì ra là danh từ. Hoặc là ví dụ là tôi có tiền thì nó là nhá, I have money đúng không? Thì money phải là gì? Tiền chứ phải là danh từ rồi. Hoặc là tôi có một ngôi nhà đúng không? I have a house. A house nó sẽ là tân ngữ đấy, thì nó chính là danh gì nhỉ? Danh từ đúng không? Thế thì mình sẽ phụ vào cái bảng nhá, cái bảng đúng không? Người ta ghi là gì? I have headache. Thế thì mình có thể đoán được, à, cái này là danh từ này, danh từ này, tính từ này, danh từ này. Chỉ cần một từ khác thôi thì nó sẽ là khác luôn. Và flu, I have flu, đúng không? Thế cũng là, I have flu, nó cũng là tân ngữ này. Thế thì nó sẽ là danh gì nhỉ? Vâng. Bệnh cúm chắc là danh từ rồi. Đấy. Con nhớ cái bảng I have a temperature, I have headache, I have flu. Đấy, thì những cái từ đấy nó đứng sau gì đây nhỉ? Động từ have đúng không? Đứng sau động từ have thì chúng chính là tân ngữ. Mà tân ngữ thì là danh từ. Đấy. Thế là mình có thể loại ra được là à, ba cái này là danh từ rồi, vậy chỉ còn cái này là tính từ thôi.
Này, câu 2 này, D đúng rồi. Tương tự giống như là câu trên, D đó là danh gì nhỉ? Danh từ. Mình cứ nhìn thấy các từ mà nó có cái từ X này này. X này là cơn đau nhá, cơn đau nghĩa là danh từ. Được chưa? Cơn đau, tất cả cái từ mà nó có từ X, A, từ A, chờ, E này này. Thì nó là danh từ. Đấy, còn 3 từ này sẽ là gì nhỉ? Tính gì nhỉ? Tính từ. Rồi, thế thì từ này sẽ là từ loại ra này. 3C. Rồi đúng rồi, từ này là thể hiện sự tương phản. Chờ, thể hiện sự tương phản. Tiếp nào. C. Câu này nhá. C là gì nhỉ? Sleepy là buồn ngủ, nó cũng là tính từ nhá. Sleepy là tính từ này. Tired là chắc chắn là tính am tired. I am tired thì nó là gì đấy? Tính từ nhỉ? Cũng là tính từ đúng không? Weak. Tính từ. Còn từ verb này này, nó sẽ là đau. Nó là gì nhỉ? Động từ. Tôi đau ấy là I hurt. Đây là A. Chị đúng rồi, câu này là rất tốt. Pain này, nó ở đây ba từ này, pain là cơn đau nhá, danh từ này. Hurt vừa là động từ vừa là danh từ. Động từ là đau, danh từ là cũng là gì? Cơn đau. Đấy. Burn này là động từ là cháy đúng không? Danh từ là vết bỏng. Danh từ nó là vết bỏng nhá. Vậy ba cái này đều là danh từ này. Có một ít chi là ngứa ngáy là tính gì nhỉ? Ừ. Thế thì con có thể, con đã biết nghĩa một ít chi chưa? Rồi. Có cần cô giảng lại không? Khi mà cô giảng mà nhanh quá nhất thì phải nói với cô nhé. Có cần cô giảng lại không? Không. Cô xóa nhé. Rồi, tooth decay nghĩa là gì ạ? Tooth decay. Vô răng. Rồi, từ này con đã biết là vừa rồi đúng không? Vâng. Đây, đọc cho cô nhé. Tooth decay. Tooth decay. Decay. Yes, very good, very good. Đúng rồi, nếu như không đánh răng, từ này nghĩa là gì? Đọc cho cô. Regularly. Or regularly. Rồi, nghĩa là? Đều đặn. Đánh răng đều đặn thì sẽ bị tooth decay đúng không? Bị sâu răng. Rồi trông anh rất là mệt mỏi, anh nên nghỉ. Rồi. So you should put on. Đó, put on, gần nhớ put on nghĩa là gì không nhỉ? Put on mặc. Đúng rồi, mặc đúng không? Câu 4 này. Allergic. Ở trong vở con đang bị viết sai chính tả nhá. Thế là mình viết nhầm chữ A và chữ E rồi. Với cả mình thiếu một chữ L. Được chưa? Con mặc nhá. Đấy, chú ý nhá. Mình sẽ chú ý là mình sẽ thể viết đúng chính tả. Là một số người thì bị dị ứng với cả con cua đúng không? Nếu bạn muốn khỏe mạnh hơn, bạn nên ăn ít đồ ăn nhanh và do more exercise. Đúng rồi, do exercise là tập thể dục. Câu 6. Hôm nay trời rất nóng, xin hãy đội 1. Câu 6 là gì đấy? Obesity á? Sun heart. Sun hat. Ấn sau đây câu 6 lại nhìn. À sun hat rồi, cô nhìn rồi. Câu 7 này. Không. Ừ, đúng rồi, câu 8 này. Bright eyes, đúng rồi.
câu 9 này. Clean, rồi 10, spending, rồi should eat more, rồi should rest more, rồi spend less, drink more, và less. Rồi less more, rồi. Lung cancer, từ này con đã học chưa? Thôi đúng không? Bây giờ đọc theo cô nhé. Lung cancer. Lung cancer. Lung cancer. Cancer. Lung cancer. Yes. Lung nghĩa là phổi nhá. Cancer nghĩa là ung thư. Thế thì có nghĩa đây là bệnh gì nhỉ? Ung thư phổi. Rồi. Thế thì cô hướng dẫn nhá. Khi mà cái ung thư phổi này đúng không? Ví dụ muốn nói về bệnh ung thư khác thì mình sẽ thay cái gì? Thay cái từ lung này vào và vẫn thêm cancer tiếp theo đúng không? Ví dụ ung thư mắt thì thành là eye cancer. Ví dụ thế, ung thư da là skin cancer. Ví dụ như thế, mình chỉ cần thay cái từ đứng trước, còn từ cancer để nguyên. Ví dụ như vậy. Tất nhiên là đấy chỉ là một cái mẹo thôi. Còn tất nhiên một số bệnh nó sẽ thay đổi, nhưng mà về cơ bản là mình có thể áp dụng được như thế. Yes. Tiếp nào. Bài này á, thì nó sẽ hơi khó. Thì bây giờ mà chữa thì có khi cũng chưa chắc là mình đã hiểu hết. Thì bây giờ nhá cô, hôm nay cô sẽ cho con làm bài này lại. Thì cô sẽ cung cấp cho con các từ mới ở bài này. Được chưa? Đấy, thế là mình có thể đọc từ mới các thứ này nọ rồi mình sẽ bắt đầu mình làm. Make sentence using the words and phrases given. Đấy. Tiếp nào. Eat healthy diet. À, ở đây nhá, các bạn đều bị sai giống nhau. Nghĩa là các bạn đã sai một lỗi giống nhau, đó là gì nhỉ? Ăn uống, ăn những bữa ăn tốt cho sức khỏe này và tập thể dục thường xuyên thì giúp cho bạn gì đấy, khỏe mạnh. Thế thì ở đây này, nó sẽ đi theo dạng là S cộng V cộng O, đúng chưa? Hoặc là SV đi, SV là được. S là chủ ngữ, mà chủ ngữ sẽ phải là danh từ đúng không? Còn tiếp theo là động từ. Động từ ở trong câu này là chính là từ gì đấy? Từ help. Help, đúng rồi. Thế thì có nghĩa là cả cái cụm phía trước nó phải là danh từ. Thế thì làm cách nào để biến cái cụm trước nó thành danh từ? Thì con sẽ gì? Thêm ing vào các động từ, được chưa? Khi thêm ing vào động từ thì động từ đó sẽ đóng vai trò như một danh từ. Đấy, bây giờ cô viết ra nhá. Khi thêm ing vào sau động từ thì nó sẽ đóng vai trò như một danh từ. Thế thì nhá, mình sẽ nhìn theo đúng không? Nghĩa là những cái gì mà đứng phía trước động từ thì nó sẽ là chủ ngữ đúng không? Những cái gì đứng phía trước như này, đây này là chủ ngữ, và chủ ngữ là sẽ phải là danh từ. Thì làm cách nào để chuyển từ động từ sang danh từ đây thì sẽ thêm gì nhỉ? Thế thì mình sẽ chỉ cần là eating healthy diet and doing exercise. Đấy, rồi. Con mới gửi cho cô 3 tấm ảnh còn mấy cái dưới đi chưa ấy. Bây giờ nhá, mấy cái dưới cô chưa nhận được ảnh thì con sẽ đọc luôn. Câu 2 nó chỉ là câu mệnh lệnh thôi. Hãy ăn ít đồ ngọt hơn và ăn nhiều trái cây và rau quả. Thì mình chỉ nói là gì thôi. Eat vẫn giữ nguyên nhá. Eat less sweet food and eat more fruit and vegetables. Giữ nguyên. Chỉ cần thêm cái and ở đây thôi.
phần này lát nữa cô sẽ dạy kỹ hơn nhá. Lát nữa mình sẽ được học phần này. Tiếp này, bây giờ trong câu này con sẽ tìm cho cô cái động từ chính của câu này đâu. Động từ chính của câu này. Câu này này. Động từ chính của nó là cái gì đấy? Động drink. Đi đúng không? Đi đúng không? Thế thì có nghĩa là những cái trước nó sẽ phải là danh từ đúng không? Vậy thì làm cách nào để chuyển thành danh từ ở đây? Drinking lots of water. Là cô sẽ chuyển câu này. Drinking lots of water is good for our health. Thì ở đây mình sẽ học là gì? Lots of này cộng với cả n không đếm được hoặc n số nhiều. Một mẫu câu nữa, nghĩa là rất nhiều cái gì đó. Ví dụ này, lots of rice nghĩa là rất nhiều gạo. Cái phần này cũng ghi vào cho cô đi. Ghi xong đi rồi cô sẽ giảng lại một lần nữa. Hôm nay mình sẽ làm chậm thôi để con hiểu bài. Yes, okay. Bây giờ cô giảng lại một lần nữa nhá. Nói chung là ở đây nhá, mình luôn luôn mình đi theo cho cô một cái làm dạng bài này này. Luôn luôn xác định động từ nó là cái gì. Hiểu chưa? Mình sẽ xác định động từ ở đâu nhá. Luôn luôn xác định động từ. Sau đó mình sẽ cố dịch ra theo ý mình hiểu. Ví dụ đây là ăn uống tốt này, rồi tập thể dục tốt này sẽ giúp bạn thế thì có nghĩa là cái phía trước sẽ là chủ ngữ. Làm cách nào để biến cái phía trước thành chủ ngữ thì sẽ thêm ing vào động từ. Đấy. Chưa? Bởi vì là verb ing nó sẽ luôn đóng vai trò như một danh từ. Ví dụ như các câu này nhá, luôn luôn gì đây, mình sẽ xem là động từ ở đâu. Đấy, động từ ở đâu này. Đấy, và như cái đứng trước nó sẽ là chủ ngữ. Còn nhá, lots of sẽ là cộng với danh từ không đếm được hoặc danh từ số nhiều, nghĩa là rất nhiều cái gì đó. Tiếp, câu 2 này. I have to decay, so I have to see the dentist. Câu này thì hầu như là không có gì thay đổi cả. Chỉ cần thêm the dentist là được. Câu này này, tương tự như hai câu trên nhưng nó khó hơn một chút. Ở đây nó chỉ cho mình từ not thôi, nhưng mà nó cho mình tính từ đây, would. Would sẽ đi với gì nhỉ? Tính từ đi với gì? Đọc với đây. Tính từ đi với. Với lại con vừa chép đấy, cố tìm cái chỗ tính từ đi.
từ đi với gì nhỉ? Thế bây giờ câu hỏi nhá. Tôi rất khỏe. I am fine. Fine là khỏe, là tính từ đúng không? Thế em là gì đấy? Động từ. Động từ gì? Been. Đúng rồi, thế thì có nghĩa là good cũng là tính từ. Thế nó sẽ phải đi với gì? Động từ gì? To be đúng không? Đấy, thế ví dụ nhá. Thế thì mình cứ biết là à, thế ở đây nó sẽ là to be ở đây. To be nó sẽ làm ở đây, nghĩa là be ở đây. Thế thì nghĩa là những cái gì mà đứng phía trước be nó sẽ là danh gì nhỉ? Danh từ nó là chủ ngữ đúng không? Thế thì bây giờ muốn biến cái chỗ này thành danh từ thì thêm là nào? Watching much TV. Rồi, động từ to be ở đây sẽ là gì? To be là đúng rồi, is gì nhỉ? Not good. Cho mắt của bạn là gì? Cho mắt của bạn gì nhỉ? Good for your eyes. Đây, viết ra cho cô nhá. Cái này nhá, cứ không phải lo đâu. Mình cứ làm bài tập nhiều, cũng lần cười là cô sẽ giảng lại. Cô để đây. Cứ mỗi lần làm mình sẽ giảng lại, giảng lại. Chuẩn bị nhá, cô lại giảng lại lần nữa. Tốt cho cái gì thì mình sẽ là gì? To be này, good này, for something. Được nhá, cô sẽ giảng lại. Tương tự như là chủ ngữ cộng với cả động từ thường thì ở đây sẽ là gì? Chủ ngữ cộng động từ to be đúng không? Cộng to be cộng tính từ. Thế thì những cái gì mà đứng trước to be đúng không? Những cái gì đứng trước to be thì nó sẽ là chủ ngữ, mà chủ ngữ sẽ phải là danh từ. Đúng rồi. Thế thì mình cứ nhìn thấy phía trước nó mà lại có động từ nhá, muốn biến thành danh từ sẽ thêm em. Rồi thế thôi, nói chung là con cứ thuộc cho cô những cái gì mẫu câu nó cứ đơn giản nhất thế này thôi. Mẫu câu mà con đọc từ lâu rồi đấy, mình áp dụng những cái đấy vào và thêm một số những cái nhỏ nhỏ nữa thôi là mình làm được tạo bài này rất dễ. Thế sau mình sẽ làm nhiều hơn. Ok, very good. Bây giờ mình sẽ làm học tiếp theo nhá. Học tiếp theo nào. Bây giờ đọc lại cho cô cái bảng này một lần nữa nhé, đọc theo cột dọc để xem đây là mình đã đọc đúng chưa. Ok nào. Have a cough. Very good. Have a headache. Yes. Have a sore throat. Have a temperature. Yes. Now have. Have stomachache. Yes, stomachache. Have toothache. Yeah, yeah. Earache. Nhìn thấy có chữ R này, earache. Okay, you feel sick. Yes. Feel tired.
They work. Yes. Này mình làm chưa nhỉ? Rồi. Còn nhớ từ sneeze này cô dạy chưa? Rồi, hắt hơi. Yes, very good. Activity 5. Phần này mình làm chưa nhỉ? Chưa. Mình sẽ nghe cái này nhé. Listen and circle the word you hear. Nghe làm rồi. Chỉ có cái phần này chưa làm. Bây giờ mình sẽ nghe. Và sau đó con sẽ gì đấy? Đọc theo. Nghe sau đó đọc từng câu lớn. Đọc từng câu cho cô nhé. Ok. Listen. Now listen. Activity 6. Listen and circle the word or words with the f or v sounds. Then say the sentences. 1. Fast food isn't healthy. 2. I have felt sick all day. 3. Obesity is a problem. People are getting fatter. 4. Having a healthy lifestyle is important. 5. Too many sweets give you toothache. Okay. Now can you read the number 1? Fast food isn't healthy. Yes, very good. I have felt sick all day. I mean là you felt. 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 Quá khứ của feel nhé. Quá khứ của feel là felt. Now number 3. Obesity is a problem. People are getting fatter. Yes, number 4. Having a healthy lifestyle is important. Too many sweets give you toothache. 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 Con lè lưỡi ra giống cô ấy, không phải là ai đi đâu. Toothache. Yes, right, toothache. Toothache. Yes, much better. Very good. You have the talent. Activity 6. Now, imperative. Bây giờ mình sẽ học một phần rất là dễ. Đầu tiên này, nhìn cho cô các từ này là gì đấy? Từ loại là gì? Danh động tính gì đấy? Từ loại là gì? Rồi, động từ hết đúng không? Thế bây giờ nhá, viết cho cô này. Imperative. Cô học bài này học rồi. À, học rồi à? Rất là dễ đúng không? Chỉ cần thêm more or less đằng sau thôi. Phần này mình làm chưa nhỉ? Rồi ạ. À thế à? Cái này rồi đúng không? Cô dạy mấy bạn liền đi. Nên là phải fast và miss này mình cũng làm rồi đúng không? Activity 2. À phần này thì chưa làm đúng không? Rồi bây giờ nhắc phần này mình sẽ ghi này. Amount là just the right amount là một số lượng vừa phải. Calo ấy. Calo là đơn vị đo nhiệt. Cái gì? Con biết là chung con biết calo rồi đúng không? Đấy, đúng rồi. Expert này.
sẽ là chuyên gia. Advice. Đây. Danh từ nhá. Yeah, lời khuyên. Yes, amount. Yes, amount. Calorie. Yes, calorie. Yes, calorie. Yes, right. Now, expert. Expert. Expert, sorry, expert. Expert. Yes. Expert. Yes, expert. Now here, advice. Advice. Yeah, advice. Yeah. Now again, one more time. Amount. Amount. Calorie. Calorie. Expert. Advice. Yes. Okay. Now, can you read this word? Can you? Amount. Yes. Calorie. Excellent. Expert. Use chữ ơ. Expert. Advice. Yeah, advice. Now this again. Expert. Yes, very good. Okay. Bây giờ nhá, luôn luôn áp cho cô cái cách đọc như thế nào. Cứ dấu chấm đi xuống giọng nhá. Được chưa? Cứ dấu chấm đi xuống giọng. Bây giờ đọc cho cô cái phần đoạn văn này đi. We need calories or energy. Energy. This word, do you know energy? No? Okay. So let's learn energy. 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 That's energy. Okay. Yes, now energy. Energy. Okay, now can you read this paragraph? We need calories or energy to do the things we do every day. Walking, riding a bike, and even sleeping. We get calories from the food we eat. If we eat too many, we can get fat. If we don't eat enough, we feel tired and weak. And weak. And weak. And weak. Yes. Bởi vì là quả. Khi mà hết cái đoạn văn ấy thì nên xuống giọng mạnh một chút. We feel tired and weak. Okay. Thế thì đây nghĩa là gì nhỉ? Mình có thể nói cái đại ý của cái đoạn văn này là gì không? Có. Nghĩa là người ta nói là gì nhỉ? Calorie rất cần thiết cho các hoạt động hàng ngày đúng không? Nếu không có calo thì chúng ta sẽ rất là mệt mỏi. Thế thì A will be with 1, 2 or 3? 1, 2 or 3? 1. No. Amount. You see the amount here. So 2 is A. Yeah, right. Now can you read number, can you read aloud paragraph B? Okay, B. Mm-hmm. Yes.
people should have between 1,600 and 2,500 calories a day to stay in shape. Sports like riding a bike and running is a lot of calories. Sleeping and watching TV is less. Do you think you are eating more or less calories than you need? Than you need? Câu hỏi đúng không? Câu hỏi thì lên giọng. So, paragraph B will be with one or three? One. One, yeah. The amount, số lượng, one here. And now, can you read this paragraph? Doctor Dan Law is a diet expert. He knows exactly how much people need to eat. So many people listen to his advice. His calorie tips eat less junk food and count your calories if you will become fat. Yes. Đó là gì nhỉ? Diet. 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 Ăn uống. Diet. Đúng rồi, diet. Chế độ ăn uống đúng không? Diet. Okay. Good. Bây giờ mình trả lời các câu hỏi nào. What is a calorie? What is a calorie? Energy. Let's see. It's energy that helps us to do our everyday activities. Number two, what happens when we have too many calories? What happens? Walking, riding a bike, and even in sleeping. If we eat too many, quá nhiều ý, nạp vào năng lượng quá nhiều calo thì chúng ta sẽ bị gì đấy? Get fat là bị béo. Number three, what is a healthy number of calories per day? What is a healthy number? 2,500. Not 5,000. Which activity uses a lot of calories? We do walking, riding a bike, and even sleeping. Sport, yes. Why do people listen to Dr. Law's advice? Why? Because he knows exactly how much people need to eat. Yes. Nutrition expert, nutrition. Okay, now let's speak. Okay, look at the table and discuss the following question. Why do you think some activities use more calories than others? Why? Your opinion. Because
like riding a bike or walking, okay, you will have to move your body a lot. You have to move your body a lot, right? So that you will be very active. You will have to be very active, yes. That's why you will use more calories, okay? And number two, which activity uses more calories? Gardening or walking? Gardening. Yes, gardening. And how many calories do you use doing aerobics for 2 hours? Use a calculator. 330 multiple 2. Right, multiple, right, twice, right, 2 times. So it will be 660 calories, right? Right, yes. What do you think happens? When we have too few calories, but use too many calories. We have too few, but use too many. What will happen? We will sleep, yes. And we will, do you feel that we will feel very tired? Yes. Yes. Có nghĩa là gì nhỉ? Khi mà mình có quá ít calo trong người mà mình lại dùng quá nhiều calo thì mình sẽ cảm thấy tired. Cái bài này nhé, mình sẽ làm bài này, nghĩa là con sẽ viết ra các cái hoạt động của con làm trong một ngày chẳng hạn. Và ví dụ như là xem TV này, xem 2 tiếng chẳng hạn này. Vậy thì tổng số là tốn bao nhiêu calo? Ví dụ mình sẽ dùng cái bảng này nhá. Đấy. Nhưng mà không phải là mình chỉ viết vào bảng đâu, mình sẽ nói thêm một bài văn nói thành một bài nói. Đây. Dùng trả lời các câu hỏi này. Ok. Yes. Bài này sẽ bài về nhà. Còn ví dụ ở bài này nhá, thì chúng ta sẽ học thêm một số cái từ diễn tả các môn thể thao. Ví dụ thử tạ nhá, sẽ là lifting. Được. Còn bắn cung là archery này. Archery. Nhảy sao này. Sẽ là gì nhá? Pole jumping. Pole jumping. Pole jumping. À, còn một cái này nữa, đây cô không rõ là cái gì, chắc là võ thuật. Chắc là võ thuật nhá. Võ thuật sẽ là martial. Martial arts. Martial arts.
Okay, I'm finished. Yes, now. Lifting. Yes. Yes. Pole jumping. Yes, pole jumping. Archery. Mm-hmm. And martial arts. Yeah, martial arts. Now again, lifting. Can you see that? Can you? Here, lifting. Lifting. Pole jumping. Pole jumping. Archery. Martial arts. Yes, martial arts. Can you read this? Can you tell me what is this? Lifting. And this side? Cycling. Yes, cycling. And this? Pole jumping. And this? Archery. And this? Martial. Yes, martial arts. Very good. Okay. Thế thì nhớ, về nhà cô sẽ ra bài tập này, mình sẽ làm này. Cô sẽ cho con thêm từ mới nhá. Từ mới là cái bài năm hôm trước ấy. Đấy, mình sẽ cung cấp từ mới để con làm bài. Thế thì khi mà bất kể từ mới nào mà được học thì mình sẽ có học thuộc hết. Những từ mới mà học từ đầu khóa đến giờ con đã thuộc hết chưa? Cả cách viết, cả cách đọc chưa? Rồi. Cô nghĩ là thực ra là mình cũng chỉ mới thuộc có lẽ là 90-80%. Nên là thỉnh thoảng mình sẽ bị quên, nhưng mà cứ đọc đi đọc lại là được nhá, không phải lo đâu nhá. Cứ từ từ thôi, cô hỏi là học hết chưa thôi, nhưng mà có nghĩa là chưa học hết thì không sao đâu. Thỉnh thoảng mới ra đọc. Cái phần grammar, cái phần ngữ pháp hôm nay ý, con đã hiểu chưa? Nghĩa là hiểu vừa hết được chưa? Rồi. Có bị không hiểu chỗ nào không? Không. Nói chung là về cơ bản là cứ cho bài tập xong rồi đọc cái phần ngữ pháp đấy vào là làm được, đúng không? Hoặc là có sai sẽ ít thôi. Yes. Cái bài mà nói về bài viết rồi, bài tập về nhà làm. Cái bài năm mà con chưa làm được á? Cái bài con chưa làm được á? Cái bài năm mà ở trong sách ấy à? Mà cô bảo cô giao gọi vừa xong ấy à? Làm không ạ? Có chứ, lát nữa cô sẽ gửi cho con vào Word luôn. Tất cả những cái gì con cần phải làm cô sẽ gửi cho con luôn. Con cứ làm theo đúng. À đúng rồi, còn phần nghe đúng không cô? Đúng không? Con làm bài nghe chưa? Rồi thế bây giờ mình thử cố lên nhá. Quên mất cái phần đấy, nhanh hơn. Oh, where are you? Hello. Can you turn on the camera? Yeah. I can hear you. Hôm nay cô sẽ gửi bài nghe nhá. Ok. Yes. Có gì không hiểu nhá, cứ nhắn tin qua Zalo hỏi cô cái phần đấy nhá, nếu như không hiểu. Rồi. Ok, thank you so much and I will see you next time. Okay, goodbye. Good night. Bye bye. Bye bye.